Vâng, và hiện tại thì bây giờ đang là buổi trưa của ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023. Và buổi tối ngày hôm qua thì mình cũng có hẹn với một người là trưa ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên phân tích ở vị trí đường cầu sông Thủ Lô cùng một số cặp trên hai để cho mọi người tham khảo tại buổi chiều của ngày hôm nay. Và trên kênh ngày hôm qua chúng ta cũng chiến thắng ở vị trí đề 14, và ở vị trí cầu đề ấy, chúng ta cũng đã nhận được cái video buổi tối ngày hôm qua mình đã phân tích cho anh em ngày hôm nay rồi. Những anh em nào mà chưa theo dõi được thì có thể là quay trở lại với kênh của mình, và video buổi tối ngày hôm qua mình đã đăng cũng như phân tích cho anh em khá là đầy đủ về vị trí đường cầu giải đặc biệt bóng. Còn cái video ngày hôm nay, hiện tại bây giờ mình đang chia sẻ cho anh em đây, mình sẽ phân tích trực tiếp vào cặp sông Thủ Lô cũng như một số cặp trên hai để cho mọi người tham khảo tại buổi chiều của ngày hôm nay. Và quay trở lại với vị trí của đường cầu sông Thủ Lô thì mình sẽ gửi đến mọi người hai cái vị trí đường cầu hoàn toàn mới để cho mọi người tham khảo. Vị trí đầu tiên thì mọi người có thể quan tâm đến cho mình, đây là một cái sự kết hợp cũng cực kỳ là hay của vị trí giải tư và vị trí của giải 6. Mình sẽ phân tích cái đường cầu này, nó sẽ chạy xuất phát điểm bắt đầu từ ngày mùng 7 của tháng 1. Tại vị trí bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 7 tháng 1 báo cho ngày hôm sau ngày mùng 8, tại giải tư thì mọi người lựa chọn cho mình là con số đầu của bộ số thứ 3. Vị trí này xuất hiện cho anh em là số 5. Tiếp tục xuống giải 6, chúng ta lựa chọn con số đầu của bộ số thứ 2. Vị trí này xuất hiện cho anh em là con số 6. Vậy kết hợp với nhau chúng ta có cặp là 5665. Thì đối với cái cặp số này ấy, thì bảng kết quả mở thưởng của ngày mùng 8 thì cũng đã trả về chúng ta là con số 65 ở đây. Nó trả về cho anh em con số 65. Một vị trí này. Tiếp tục mình phân tích ở ngày thứ hai, đó chính là vị trí của ngày mùng 8 cho ngày hôm qua ngày mùng 9. Tại bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 8, sự kết hợp giữa giải 4, giải 6 xảy ra hai con, đó chính là con số 7 ở đây và con số 5 ở đây. Và kết hợp với nhau, chúng ta có vị trí của cặp sông Thủ Lô cho ngày hôm qua là cặp 7557. Rồi, thì đối với cái cặp số này thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì cũng đã trả về chúng ta là số 57, là ra hai nháy ở đây. Và chúng ta chiến thắng là vị trí 57 hai nháy này. Tiếp tục mình áp dụng cái đường cầu này tại cái bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua để nhận định cho buổi chiều ngày hôm nay. Rồi, bây giờ trước màn ảnh của chúng ta đây là bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua này. Giải tư chúng ta lựa chọn là con số đầu của bộ số thứ 3 này. Cái vị trí này xuất hiện cho anh em là con số 2. Tiếp tục xuống giải 6 chúng ta lựa chọn là con số đầu của bộ số thứ 2. Cái vị trí này tiếp tục là xuất hiện con số hạt thứ 2. Rồi chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta có vị trí của kép 22. Và 22 thì nó sẽ đi con số là kép 77 mọi người nhá. Đó, nguyên tắc của cầu cặp hay là cặp số kết hợp với nhau thì mọi người có thể biết rồi. Đó, ví dụ như con số kép 00 thì nó sẽ đi cặp với con số là 55. 11 cặp với 66, tương tự 22 cặp với là 77. Mọi người có thể lưu lại cho mình cặp số này. Đối với cái cặp số này ấy, thì nó cũng có nhiều cái tỷ lệ được đánh giá cao trong buổi chiều ngày hôm nay. Thứ nhất là cả hai con đều không bị gan, và tổng lượt về của hai con số này khoảng một tháng gần đây thì nó cũng rơi vào 1/2 thôi, nó ra được 15 lượt. Đấy, chính vì vậy thì mọi người có thể là chơi cho mình cái cặp số kép này ở vị trí lô kép cho buổi chiều ngày hôm nay. Rồi đây là cái đường cầu đầu tiên. Tiếp tục một cái đường cầu nữa cũng cực kỳ là hay, mình sẽ phân tích cho mọi người nhìn nhận nằm trong giải 3 giữa bộ số 4 và bộ số 6. Ví dụ đây bằng kết quả một thưởng ngày mùng 8 này. Giải 3 này chúng ta lựa chọn là hai con số đầu nằm trong hai bộ số là thứ 4 và thứ 6. Vị trí xuất hiện con số 7, vị trí bên này xuất hiện con số 0. Chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta có vị trí của 707. Thì cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì cũng đã trả về chúng ta là con số 70. Cực kỳ tuyệt vời. Tiếp tục nhìn nhận bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua cho buổi chiều của ngày hôm nay. Giải 3. Chúng ta đây chúng ta xuất hiện con số 1. Bên này chúng ta xuất hiện số 6. 1 6. Vậy kết hợp với nhau, chúng ta có vị trí của cặp 1661. Vậy cặp sông Thủ Lô thứ hai là cặp 161. 161 thì cũng cái tỷ lệ lượt về nó cũng chỉ là tầm 17 lượt khoảng một tháng gần đây. Và hiện tại thì để mình nhận định xem nào. Đúng rồi, cả hai con số thì cũng hoàn toàn không bị gan. Và nó cũng ra cách đây là ngày hôm qua. Đó chính là, mình chỉ nói ngày hôm kia, ngày mùng 8 tháng 1 nó ra là số 61. Lên để mà lựa chọn đánh giá phần trăm giữa hai cặp số này thì mình đánh giá trên 100% thì mỗi cặp nó sẽ lên đến khoảng 8%. Và để lựa chọn một cặp số kết hơn thì với cái nhìn nhận của quan điểm cá nhân mình thì mình đang nhìn nhận kết hơn về vị trí của cặp 161. Đó, vậy những anh em nào mà kết cặp 161 thì mọi người có thể là mạnh tay hơn cho mình.
và đã có hai cặp song thủ đô với nhau, chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta sẽ có một số cặp trên hai để cho mọi người chơi tại buổi chiều ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích này. Đó, 1 kết hợp với 6 đây này. Tiếp tục 2 này, kết hợp với 2 đây này. Rồi. Bây giờ chúng ta có 1, có 6, có 2, chúng ta sẽ có vị trí của xiên 2 này. Xiên 2 chúng ta có vị trí của 1 6 này. Kết hợp con số 22 này. Và 61 chúng ta kết hợp con số 22. Rồi đây hai cặp số đầu tiên. Tiếp tục hai cặp số cuối thì mọi người kết hợp cho mình con số kép 77 nữa là ok. 11 kết hợp với 7 và 61 cũng kết hợp con số 77. Rồi và trên đây là toàn bộ những cái con số về vị trí của đường cầu lô và đường cầu xiên mình đã nhận định để cho mọi người chơi cũng như tham khảo tại buổi chiều của ngày hôm nay. Và cũng còn một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ là quan trọng mình muốn gửi tất cả mọi người, thì những anh em nào mà đang xa bờ, đang thua tha lạ lần đó, buổi chiều ngày nay mọi người chưa có số chơi hay là cái phương pháp chơi của mọi người nó chưa được hiệu quả, chưa được ok, thì mọi người có liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình. Và để tiện làm việc tất cả mọi người đây nhất thì mình chỉ dùng một số Zalo. Số Zalo của mình là 0379 419 207. Anh em cần hỗ trợ về cầu lô, cầu xiên hay cầu đề thì mình sẽ hỗ trợ anh em 100% là phí sau nhá. Và cá nhân của mình thì luôn đồng hành cùng anh em ở trên kênh nói chung và trên Zalo nói riêng để có một cái Tết nó thật là ấm lo. Và anh em nào mà không dùng Zalo thì mọi người có thể là liên hệ qua số điện thoại cho mình cũng là 0379 419 207, đều là một, mình sẽ chốt số cho anh em tất cả nhá. Ok, và thời lượng của video thì mình cũng sẽ kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người xem video vui vẻ cũng như là buổi chiều ngày hôm nay thắng lớn với tất cả những con số anh em lựa chọn và những cái con số mình đưa ra. Và tiếp tục hẹn mọi người ở bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay. Chào tất cả anh em nhé.